trong một cục máy quay 210, anh em họ qua ủng hộ Hồng An đổi những cái linh kiện trong chiếc xe. Thì trước tiên là bên shop mình vừa mới đổi với ông anh mình một cái đầu lòng quay 210 cốt 1 nha anh em ha. Đầu lòng này là cốt 1 hàng bao xài luôn nha anh em. Hàng này hàng của hãng nha anh em ha. Đầu lòng quay 210 cốt 1. Và cái hai là bộ số quay 210. Số đề bao không hú. Tất cả các số đều không hú nha. Máy êm như xe điện nha anh em ha. Bộ số là ở đây bán là bảo hành 3 tháng sử dụng, không có hú. Thứ ba là cái dên, dên zin chưa ép. Dên là dên VIP nha anh em ha, dên VIP nha anh em. Nói chung thì sẵn thì ông anh hôm qua ủng hộ có đổi đầu lòng nồi này kia, thì sẵn shop mình gã ra luôn để chia sẻ cho anh em cần món hàng nào, cần cái gì đó bên shop mình sẽ bán lẻ từng món cho anh em. Và có luôn cái bộ hoa lăng mâm lửa 110 và cái củ đề 110 và cái bộ nồi và một cái bơm nhất rời, lắp bơm nhất rời nha anh em ha. Thì cái này Hồng An sẽ bán chung với cái dên, vì nó chung một bộ anh em, mình bán chung một bộ cho nó dễ anh em về nó ráp nó sẽ hay hơn ha, không có bị giặt, không có bị giọng cái dên lỏng lưng dên đó, rất là hay. Để trước tiên thì mình sẽ đi cái đầu lọc trước cho anh em. Đầu lòng này là cốt 1. Nói chung thì ông anh mình ổng mới đem đi khai của hãng ha. Nè, anh em coi bích tông nha anh em. Cốt 1. Đúng cốt 1 ha. Anh em nhìn nè. Cái bộ bích tông bạc này Hồng An bao anh em xài 1 năm luôn cho anh em ha. Bảo hành 1 năm cho anh em dùng luôn. Chứ ai chứ bên shop mình bán những cái phụ tùng là cái nào mà cảm thấy nó là chuẩn là mới làm là 1 năm là bình thường nha anh em. Nói chung bên shop mình bán á, mình không cần màu mè nhìn mặt giỏng đâu anh em. Mặt giỏng cũng như không à. Nói chung mình nhìn cái cảm nhận, nói chung thì nhìn cái kinh nghiệm đã trong nghề thì nhìn là biết với tông nó đi bao lâu rồi em. Và thứ hai á là mình sẽ kiểm tra bạc. Nói chung shop mình đã kiểm tra bạc rồi. Rất là khít. Nhưng mà Hồng An khuyên anh em trước khi mua những cái bộ đầu lòng á, khi mà anh em không có kiến thức á, anh em không cần có thử bạc đâu anh em. Vì khi bạc họ có thể thay lớn thay nhỏ để họ phù hợp lại cái bích tông bạc. Nhưng mà riêng Hồng An á, mình mua đồ á, anh em chỉ cần thử bích tông giúp Hồng An cái bền hay không bền là do cái bích tông á anh em. Bích tông nó có êm, mình chạy nó có êm, có kính hơi hay không kính hơi đó, thì do cái bích tông là chính, bạc là phụ thôi nha anh em ha. Bạc chẳng qua họ chỉ có bảo vệ cái đường kẽ nhớt á, nuôi nhớt thôi cho nó kính nữa thôi đó, chứ không là gì hết. Cái bích tông mới là cái phần chính nha anh em. Khi anh em mua những cái sản phẩm này về nè, hoặc họ thầy cũng vậy, anh em mua những cái đồ mà rã trên mạng á, anh em đừng cần quan niệm gì hết, chỉ cần giúp Hồng An à, bỏ vô thôi anh em. Bích tông mà nó không lọt xuống á, là ok rồi, anh em xài 1 năm 2 năm bình thường đó, chỉ cần bỏ xuống đó anh em đó, xây qua xây lại thôi đó. Mà nó không rớt thì ok rồi. Mà khi mà bỏ anh em bỏ nhẹ mà nó đã rớt lột xuống á, là chắc chắn nó bích tông nó xài không bền đâu anh em ơi. Xài chừng 2-3 tháng là nó vũ đuôi luôn, ba anh em là vũ đuôi bích tông chắc luôn anh em đó. Anh em nè, thử lấy ra ha anh em ha, không cần thử bạc đâu anh em đó, đút vô đó. Nó không rớt xuống à, nó không rớt xuống chứng tỏ là sao, nó còn ôm còn bóp anh em đó. Mà khi mà nó vừa đã thả xuống mà nó rớt xuống này còn gì mà xài nữa anh em, nó đã lỏng thì không bao giờ êm được, chắc chắn sợ thời gian nó sẽ ráp lên nó sẽ bị thốn hơi và nó sẽ gây ảnh hưởng là vũ đuôi cái tông máy nó rất là bị gõ bị gua đó. Em ra mua những cái đồ trên mạng anh em để ý ha, đừng có quan niệm là ép tăng đa không ép tăng đa đó, chỉ cần anh em mua về anh em thử thôi, thử bỏ xuống là nó không rớt xuống đó là ok rồi đó. Cứ xây qua xây lại anh em đó, thì bao anh em xài luôn anh em ha đó. Không rớt xuống anh em thấy không, còn bạc thì dễ đó anh em mở một cọng bạc ra thôi nè, anh em chỉ thử một cọng trên anh em đó. Nếu nó hở quá thì mình hai thấy không nè, đút vô anh em đó vậy thôi đó. Anh em nó khít anh em ha, nó khít rất là khít, thấy chưa, nó không có kẽ tóc luôn mà anh em, thì xài nó chung mà xài hoài đó anh em đó. Còn nếu mà nó hở ra thì anh em thay đó. Quan trọng là cái bích tông là chính nha anh em ha đó. Bích tông là quan trọng nhất, và một cái bích tông anh em
cho mình xem, khi họ gửi cho mình xem á, mình gãi trong máy ra mà bê tông mà nó sọc đường tóc nhiều quá rồi chắc chắn là xài không được anh em. Nó phải láng bôi cho anh em ha, láng hết, không có bị xước, bị sọc, bị kẻ tóc thì làm sao cái lồng nó xước được anh em. Bê tông mà nó không xước, không sọc thì cái lồng không bao giờ sọc hết. Đó, bao anh em xài luôn anh em. Thì mình mua đồ phải mua như vậy ha. Thật ra những cái mặt hàng này Hồng An bao anh cho anh em đi một năm là bình thường luôn. Cái bộ này nè, đó. Nó dễ kiểm tra lắm, anh em không cần mà, nói chung này không cần mà nhìn mặt giỏng mặt gì đâu anh em. Vì cái bê tông bạc nó đã láng thì cái mặt giỏng nó sẽ láng thôi. Bê tông bạc mà nó đã xước đường chỉ mặt giỏng chắc chắn là nó sẽ bị xước. Đó. Đơn giản thôi anh em. Đó. Cái này nhìn như là bóng bóng bẫy luôn á. Bây giờ mà xước anh em. Thì cách kiểm tra như vậy thôi đó, rất là dễ ha. Anh em mua hàng nhớ để ý, hoặc thợ thầy cũng vậy thôi, mua về cái hạ hạ xuống mà nó không rớt là ok rồi, bao bền luôn. Đó, xài thêm một năm vẫn bình thường. Đó. Quan trọng là bộ bạc bê tông là phải zin, hàng của hãng, hàng chất lượng để xài bền. Anh em thay những cái bê tông mà dạng như hàng bê tông nó không có chính hãng á, bao bê tông Trung Quốc á, anh em xài thời gian nó rất là dở ha. Quan trọng là hai bê tông vẫn được, lên cốt vẫn được, quan trọng là bê tông phải bê tông hãng, chính hãng là ok, xài bao bền luôn, không có gì đâu anh em. Bê tông này là bê tông của hàng phiêu 1 nè, KL nè, của hãng nè anh em ha, mặt lõm nha anh em. Bao xài luôn nha anh em ha. Rồi cái bộ này nè, cam cò zin nha anh em. Cam cò còn vàng khè. Nói chung xe này của khách, nó chỉ có mới lên cốt thôi, cam cò anh em thấy không? Vàng ươm mà máy như xe điện nha anh em ha. Nè đó. Nói chung là ở đây bán Hồng An bao anh em ráp luôn anh em ha, bao ráp vì cục máy sống mà anh em. Hồng An thả nó xuống và anh em qua trao đổi, Hồng An rã tận tay mà. Anh lấy cái bộ lồng ép tăng đa rồi anh bù tiền cho mình đó, thì mình lấy lại cái bộ lồng cốt 1 này ok anh em ơi. Máy như xe điện anh em, chẳng qua anh thích cái ép tăng đa thôi, thì Hồng An có cục máy ép tăng đa anh em. Nói chung là bộ đó rất là cọp luôn anh em ha, mà anh ý anh muốn là đồ zin đó. Nè, dòng zin vẫn còn anh em thấy không, dòng vẫn còn nha anh em ha đó. Vẫn còn dính trên đây nè anh em, về ráp thôi đó. Còn nếu mà kỹ thì cắt bỏ đi anh em ha đó. Kỹ thì lấy bỏ dòng ra, thay dòng mới đi đó. Đó, chưa ấu dốc cặp lòng chưa mở anh em ha đó. Cam zin, cò zin, cam kết với anh em luôn nè đó. Bảo hành anh em xài cái bộ này, nói chung là xài một năm là bình thường đó. Riêng cam cò cũng vậy luôn nha anh em ha, bao anh xài một năm luôn nha anh em. Vàng hơi rất là kín ha, không có xì hơi gì nha anh em ha. Tỷ số nén rất là cao luôn nha anh em. Đó, anh em coi mã số mình nha, chốt đơn nha anh em ha. Cáp ăn là -2 nha, 108. Đó. Ở đây nè anh em nhìn nè, cuộc sống còn nguyên anh em ha, không có tu găng nha. Đó. Nhớt nhau không có nha anh em, không có nhớt nha, chỉ có ba cái khói thôi. Đó, bê tông bạc mà ngon không ngon em đút cái tay ở đây nè. Đó, nó nhớ cái dính trong trọng đen thui là chắc chắn là lên nhớt rồi, mà đút vô mà nó khô queo. Nó chỉ có ba cái khói thôi. Khói xăng thì nó chắc chắn là nó sẽ ngon anh em, không có ra nhớt. Đó, dễ kiểm tra lắm. Rồi cái bộ này Hồng An bán cho anh em chơi nè. 4 triệu nha anh em ha. 4 triệu là bao anh em xài 1 năm nha, riêng bộ bít tông bạc này ha. Đó. Cái tông bạc này nói chung là cái bộ này gồm có 4 lỗ nè, nó tròn luôn cho anh em ha. Đó, nguyên bộ như vậy đó, có luôn cây sọt qua đó, sọt qua bên đây đó. Nguyên bộ nha anh em, 4 triệu bỏ anh em xài một năm đó, ok chưa anh em. Trong vòng 1 năm anh em nhớ cái mã số này, nếu mà ra khói hở bạc này kia bên shop mình sẽ đổi trả lại cái bộ khác cho anh em bao xài tiếp ha. Xài khi nào mà đúng 1 năm mình thôi đó, anh em chơi là chơi lớn với anh em luôn anh em. Nói chung mình lựa đồ là anh em yên tâm, không có cần mà 99 2000 201, miễn sao đúng quay thái là lụm lúa anh em ơi ha. Chứ hai đúng 99 mà cái đồ của nó mà nó không có ngon thì nó cũng vậy anh em, 2000 nó không ngon cũng vậy đây à. Quan trọng là đồ thái là đúng đồ thái đó, ráp là phải ngon, vì nó là ráp là phải chạy, phải êm, phải kín, chứ không có đúng đời năm nào đời nào anh em. Mình bán hàng là không có phân biệt năm, miễn sao đừng có pha hàng quay pha hay là phiêu một là được rồi anh em, thấy không? Đúng hàng quay thấy là bao bền nè. Quan trọng là cái đồ mình xài, chứ phải là đồ để mình đăng ký năm nào đâu anh em. Chính chính mà nó xài nó te tôi cục máy cũng đem đi vứt anh em ha, mà 2000 nó xài te tôi cũng đem đi vứt. Quan trọng là mua về để xài được, chứ không phải mua về để sửa và để dùng đó.
bên shop mình bán là như vậy đó anh em ha. Sai là phải xài bên đó. Bao xài một năm nha anh em, nhớ cho anh em ha. Anh em nhớ cái clip này lại nha. Clip Hồng An có lưu lại trên kênh hết anh em. Bao xài một năm cho anh em á ha. Đó. Trong vòng một năm ra khói hở bạc vũ đuôi đem qua Hồng An, Hồng An sẽ đổi bộ khác cho anh em. Anh em nhớ cái clip này, cái mã số này ha. Đó, anh em nhớ là quay lại cho anh em. Đó, có mã số lồng nè. Đó, mã số lồng nha anh em. Đó. Rồi, ok anh em ha. Đó, bộ này 4 triệu nha anh em, rất là bèo ha. Hàng ok luôn á anh em. Máy ráp lên là êm như xe điện luôn á, Hồng An hứa với anh em luôn. Anh em nhìn cái cặp cò chạy nước miếng. Cái vàng cỡ này đó anh em. Đó. Vàng khè à, thấy không? Mà nó nổ, mà nói chung là anh em là cái tỷ số nén nó cao lắm, kín hơi lắm. Đó. Rồi, tiếp đến là cái củ đề anh em ha. Củ đề Hồng An bán củ đề trong xe tháo ra luôn nha anh em, quay bọc tay nha anh em ha. Nhẹ nhàng bao êm như xe điện luôn nha anh em. Nhất là nhóm nhóm anh em ha, không có bị mà ré bị hước anh em ha. Nhất là lên đó. Củ đề cọp chưa thay than nha anh em ha, trong chiếc xe luôn nha anh em đó. Nhìn anh em đó. Củ đề này 1.8 triệu nha anh em ha, nói chung hàng đẹp anh em. Rồi trong qua lăng mâm lửa cũng vậy luôn anh em, cũng trong chiếc xe tháo ra luôn nha anh em ha. Bao xài bảo hành 3 tháng anh em, không đứt đó, không bị gì hết. Lưỡi zin không có cắt nối nha anh em ha. Bộ này 1.5 triệu nha anh em. Bao anh em, bao anh em xài đời 2000 nha anh em ha. Lửa 2000 hết đó. Đời 2000 nha anh em. Đó. Bao anh em xài 3 tháng không có đứt gì hết nha anh em ha. Đó. Nó còn ok lắm anh em. Đó. Bao xài, bao ráp 3 tháng dùng bảo hành. Rồi tiếp đến là cái bộ số trong chiếc xe 2000 nha anh em. Số đẹp anh em ha. Bao không hú, không có hước tất cả các số luôn nha anh em ha. Đó, số đẹp. Nói chung ở đây bán là chủ yếu là mình uy tín đó anh em. À, không có cần coi nhông đâu, nó coi nhông cũng vậy à, tại vì nó rất nhiều nhông trong đây. Nó lỡ nó đẹp nó cũng hú, mà không đẹp nó cũng hú anh em. Quan trọng là cái rách mình hạ từ cục máy xuống là mình cảm nhận được rồi. Chứ không phải là đẹp là nó không hú anh em, đẹp nó vẫn hú à. À, nó ngộ lắm, cái đồ trong máy nó không phải như mình suy nghĩ đâu anh em. À, mà đồ xấu như khi nó không hú, mà đồ đẹp nó lại hú. Số 2, số 4 anh em, nó tùy, nó không phải như vậy anh em ha. À, răng cỏ còn nguyên nha anh em. À, đồ xấu rất là đẹp anh em ha. À, đang coi càng lừa nè, nói chung số đẹp nhìn nó càng nó liền anh em. Chưa khuyết đâu. À, số mà nó, cái càng mà nó khuyết nhiều quá là cái người đó đi nhiều nhiều lắm anh em. Nhìn bộ số là hiểu rồi, nè, càng lừa nè. Đó, Hồng An quay ra ngoài cho anh em xem nè, không có miếng mòn nha anh em ha. Đó. Nó vàng ướm luôn anh em, nhớt không à, nè, hai mặt luôn nha anh em nè. Hai bên đó. Rồi bộ số này giá cũng ok nha anh em ha, trong bộ số này 1.2 triệu nha anh em. Rồi tiếp đến cây dên anh em ơi, cầm lẻ nha anh em. Cây dên này, cây dên 2000 nha anh em ha. Nè, trước tiên mình mua dên anh em kiểm tra cái này nha anh em, quan trọng cái phần này lắm nha anh em ha. Nhiều khi viên cây dên nó ok hết, chỉ cần chỗ này mà nó bị rơ thôi đó, chỉ cần một cái rơ nhẹ thôi, dài cộng tóc thôi là anh em mua về ráp chắc chắn là nó sẽ bị vũ đuôi bê tông, vũ ắc dên đó anh em, người ta gọi là vũ ắc dên, cái tiếng nó giống như vũ đuôi bê tông vậy đó. Khi anh em dặn ga gấp quá đó, nó sẽ bị vũ anh em ha, vì cái tỷ số nén nó dội lại anh em, dội hơi lại thì cái này nó lỏng, nó sẽ bị vũ. Em ra mua nên kiểm tra cái ắc và phòng giúp Hồng An cái này chỗ này anh em đút vô ha. Đó. Cảm thấy nó bót là ok anh em ha. Đó. Nó gít gít nha, đừng có lỏng nha anh em, lỏng quá là thua anh em ha, lỏng quá tay dưới này thua nha anh em. Nó phải êm đó, xây nhẹ mà đừng có nặng quá, mà cũng đừng có lỏng quá anh em, thử đó. À, đó, đừng có lắc nhiều quá anh em ha. Đó, cái này mà ok gáp lên là em gu ha. Đó. Nói chung quan trọng cái tay. Đó, cái tay dên, ắc dên là quan trọng nhất. Còn cái phần này nói chung thì nó phải êm rồi, êm thì mình mới bán luôn cái phần này được. Đó, đó cái dên này không có rơ anh em. Nè, dên này. Cái dên cọp nha anh em ha. Đó. Phần này là một phần chính, còn phần này phần phụ. Nhưng quan trọng là phải lựa luôn phần phụ nha anh em. Đó, phải nhẹ nhàng ha, không có lỏng nha anh em. Lỏng quá là gáp ra là thua anh em ơi. Để ý nha, mua tay dên, mua lẻ những cái phụ tùng trên mạng cũng vậy ha,
mua về anh em thợ thầy và khách hàng kiểm tra giúp Công An cái đó. Nhiều khi nó dên ngon nhưng mà cái tay nó lỏng cũng thua anh em ha. Ráp lên á, nhiều khi nó lên ga gấp quá hoặc ép ga nó sẽ bị vũ ắc dơ đó anh em, má nó không được tròn, không được êm đâu đó. Khó chịu lắm anh em, vì mình bỏ tiền ra mua một cây dên mắc tiền mà anh em, mà để cho nó mà bị kêu, nó gõ, nó uổng lắm, phí lắm, gã tới gã gã lui, mất thời gian anh em mình mà bị mang tiếng anh em đó. Cái dên nhìn biết liền anh em, nó vàng khè, nó vàng nghệ luôn anh em ha. Nhìn cái nè, coi lăng anh em, dên này dên cọp cho anh em ha, nè không có khuyết nha anh em, không khuyết nha, láng bôi nha, bên đây cũng vậy anh em ha. Ở đầu lửa bên đây nè, rất là lén ha, không có bị rổ gì cho anh em ha. Thứ ba là răng cỏ anh em ha, răng cỏ là tán còn màu anh em đó. Bên đây nè, nồi nè đó, mình cũng phải thử hết trơn cho anh em, răng cỏ phải nhìn còn nguyên nha. Chứ nhiều khi nó bị cháy răng nha anh em, cháy răng là uổng lắm á đó. Thì khi siết nồi siết quá nó sẽ tuôn ra là cháy răng, là hư luôn cái dên đó. Cái phần này quan trọng lắm nha anh em, răng cỏ phải còn ok ha. Và cái đuôi này nè không bị khuyết anh em, rất là chung nó láng bo, không có khuyết nhiều quá cũng dở nha anh em ha. Cây dên quá ok anh em ơi, quá đẹp anh em ha. Rồi cây dên này chung thì Hồng An bán luôn cái lốc này luôn ha, cho nó chung bộ anh em, chứ bán lẻ nó uổng cho anh em thôi. Anh em đã mua dên nên mua luôn cái lốc bơm nhất rời này luôn, chung một bộ cho nó hay, về ráp cho nó êm, nó không có bị lỏng lưng anh em. Chứ ráp cây dên về mà cái lưng nó bị lỏng là thôi nha anh em ha. Có dùng cây dên ngon đi, ráp lưng lỏng khi anh em ép ga nó vẫn bị vũ nha anh em, vũ lưng dên nó tiếng nó không được êm đâu đó. Anh em kiểm tra ha, rất là hay. Cái dên này bao anh em, bao ráp bao xài nha anh em, 3 tháng cho anh em nha anh em ha. Rồi nói chung thì anh em mua nhớ những cái gì Hồng An hướng dẫn cho anh em phải nhớ nha, đừng có ý y nha anh em. Nói chung bán hàng là bán hàng, Hồng An chia sẻ cho anh em những cái kiến thức rất là hay anh em ơi đó. Thì khi mình nảy cây dên nó ok, nhưng mà cái chỗ này là mà chết người anh em. Thứ nhất là nó không được bị khuyết bị cháy ha anh em ha. Đó, khuyết và cháy sau này xài thời gian á là hư tay lớp bề nha anh em, nó nuôi nhớt mà anh em thấy không, cái lỗ làm gì anh em, lỗ này để nó nuôi nhớt thấy không, cái lỗ đặc biệt thấy không đó, mà nó đã bị cháy á, đâm ra nó sẽ không được êm đâu anh em, xài thời gian nó sẽ khuyết luôn à đó, đâm ra nó phải láng nè, mặt cái mặt trong nó phải láng giống như cái ắc vậy đó, không có bị cháy á. Thứ hai là nhớ nha, nó đừng có bị lỏng, phải êm, xây nhẹ, không có rơ là ok. Rồi anh em xài một năm bình thường. Rồi tiếp đến hôm nay hướng dẫn cho anh em cái bóp lốc bơm nhất rời nè, bơm rất rời, nói chung cái này là quan trọng lắm nha anh em ha, bơm nhất rời coi vậy, cái lốc này quan trọng lắm anh em. Tại sao hôm nay lúc nào cũng muốn bán nguyên cục máy cho anh em là như vậy anh em, chứ không muốn bán lẻ, xé lẻ ra, trẻ máy ra. Tại sao anh em? Vì cái lưng này nó mà lỏng một cái, anh em ráp cái dân viên cái nào viên ha, về nó vẫn bị kêu bị gõ nha anh em, khi mình chạy nó nổ máy á, nó cái bạc đạn nó lỏng lưng anh em, nó sẽ có một tiếng động nhỏ ha, giống như nó bị gõ anh em, vì nó lỏng lưng mà anh em, nó bạc đạn nó lỏng lưng thì nó sẽ bị gõ thôi, gõ cái lưng này nè, không êm được. Thì trước tiên mình muốn mua những cái sản phẩm này mình phải kiểm tra cái lốc. Anh em mua lấy một cái bạc đạn cũ đi, thử xuống anh em đó. Thử xuống mà nó không lọt xuống được, nó không có lỏng được là ok đó. Mà đút vô mà nó lỏng la, nó rớt xuống là thua anh em ha đó. Nó như vậy thôi, là cái lốc này xài nhiều nó mới bị lỏng, còn mà lốc mình nó ngon á, êm á, ít đi á, anh em đút không được đâu, phải lấy búa gõ có nhẹ nhẹ nó mới xuống. Kể cả bạc đạn số luôn nha anh em ha, cũng vậy nè, lấy không ra đâu anh em đó. Bạc đạn số mà lấy vô nó nhẹ nhẹ là cái lốc nó đi rất là nhiều rồi, xe đi nhiều lắm nó bị lỏng cái lưng đó anh em, thấy không, lấy không ra nè anh em, thấy không, lấy không ra nè đó, phải cố gắng mới giật ra. Anh em kỹ lên thay miếng nhớt nữa, thử một lần nữa anh em ha, cái miếng nhớt mình cảm nhận được nè, đúng vô khó xuống đó anh em nè, nhớt không lọt anh em ơi đó. Dính cứng nhắc à, phải lấy búa gõ thì chứng tỏ cái lốc này rất là ngon đó. Anh em ráp cái dên vô nó giữ đúng cái tâm luôn, nó không có bị cái dên chạy nó chạy qua chạy lại anh em, lỏng lưng là cái dên nó sẽ chạy nha anh em ha, chạy qua chạy lại thì cái kia nó sẽ chạy, nó chạy lui đó, làm cho gây những cái tiếng động và cái máy nó sẽ rất là kêu đi đã máy đâm ra. Tại sao họ đi rút lốc anh em, nhiều khi lỏng lưng quá thợ họ đem đi rút lốc, mà khi những cái lốc máy mà nó đã rút rồi anh em nhìn biết liền à,
họ đi thổi hàng lên đút lốc nó sẽ không còn cái màu này đâu anh em. Đút lốc qua là cái lốc nó sẽ bị cháy đó, nó không còn một cái lớp là lớp nhớt đâu anh em, của mình là nhớt zin nha anh em ha. Tâm ra họ bán những cái sản phẩm cho mình mà các anh em cảm nhận mà cái lốc mà nó trắng phiếu, nó rửa trơn á, mà mặt đạn nó bót này chắc chắn cái lốc nó sẽ bị đi rút cái lốc rồi, đâm ra nó không còn cái nhớt zin đó. Nhớt zin nó phải như vậy nè, nó vàng vàng anh em thấy không à. Mà khi mà đã rút qua cái lốc á, nó sẽ bị cháy khét luôn nha anh em à. Thì anh em nhìn cái lốc biết liền à, mà lốc zin mà chưa rút qua anh em nhìn cái màu của nó ha, tại nó sử dụng cái lửa nóng của anh em, nó sẽ chảy thấy không, chảy hết những cái nhớt này nè. Còn cái lốc zin chưa có rút qua thì anh em nhìn cái màu của nó đó, nó vàng hết trơn à, nó đều lắm. Thì mình thử lốc biết liền anh em thấy không, mày hướng dẫn thôi đó. Chính vì không em bán là bán nguyên bộ như vậy cho anh em mình ráp nó dễ nè. Giữa cái lốc này với lốc này nó đúng một bộ, anh em ráp rất là chuẩn luôn, tránh tường chập, tránh trường hợp mua nhầm những cái lốc bơm nhất rồi mà nó bị lỏng lưng ha. Lỏng lưng là xài không ngon nha anh em ha, kể cả lưng mặt đạn số luôn nha anh em, đừng có để cái nào mà lỏng lưng là xài thời gian nó sẽ bị bộ số nó không được chuẩn anh em đó, ảnh hưởng nó không êm, nói chung máy không êm là những mặt đạn là chính, mặt đạn sẽ gây cho những cái máy mình không êm, không có được ngọt ngào đâu anh em. Lỏng lưng là do nó sẽ chạy ha, chạy qua chạy lại cái lưng này nó bị lỏng nè, cũng giống như là một cái bạc đạn đùm anh em, bạc đạn đùm sơ mi anh em thấy không đó. Khi mình chạy lâu quá cái bạc đạn lưng đùm nó bị lỏng, mình phải đi đóng, mà không đóng thì nó chạy nó ở lại anh em đó. Đâm ra chạy cái đó nó khó chịu đó không, nó không được ngon, đâm ra buộc phải đi đóng bạc đạn đùm là sơ mi là như vậy đó anh em. Thì cái máy nó cũng nguyên lý y như vậy thôi à, không có gì phức tạp hết, quan trọng mình biết kiểm tra từ đầu đó. Mình phải kiểm tra xem cái lốc này có rút lốc qua hay chưa, hay là lốc zin mà cái lưng nó còn nặng còn ngon là bao anh em xài 2 năm luôn anh em. Lốc này nè, ráp lên máy cứng ngắc luôn á, máy êm thinh thích luôn. Còn mà cái lưng mà nó lỏng á, anh em ráp cho dù anh em ráp đồ xịn nhất, zin tốt nhất, estanda chuẩn nhất luôn, ráp lên mà cái lốc mà nó mà bị lỏng lưng anh em chạy đi, cảm nhận biết liền à, nó không bao giờ êm đâu anh em, ảnh hưởng nó dữ lắm đó. Rồi kinh nghiệm thế này ha, cái bộ này không ăn bán cho anh em, vừa zin nè, lốc bơm nhất rời nè, zin bíp cho anh em ha, bơm nhất rời 2,5 triệu rồi, ok anh em ha, 2,5 triệu nha. Bộ một bộ này bảo hành anh em xài 1 năm luôn nha anh em, zin xài 1 năm nha anh em ha, anh em nhớ nha, xài là xài 1 năm đó. Những cái bộ phận máy không bán cho anh em á, xài một năm chứ không phải xài dài tháng đâu. Khi ông em mà đã kiểm tra bên trong rồi ha, là khẳng định một điều là 1 năm là bình thường. Thà mình chưa kiểm tra, nghe cảm giác bên ngoài thôi, thì mình đã bảo hành 3 tháng là bình thường ha, là được rồi. Mà khi đã mở ra kiểm tra lại 1 lần nữa thì nói chung là 1 năm là không là gì hết anh em ơi. 1 năm chẳng là gì đâu, chứ đừng nói mà dài tháng anh em. Nhưng mà nói chung nếu anh em kỹ nên thay lại những cái bạc đạn dên này nha. Hồng An không khuyến cáo anh em xài bạc đạn cũ nha, vì nó lâu quá rồi anh em. Mình nên dên này vẫn giữ, nhưng mà vẫn phải thay cặp bạc đạn mới lại đó. Bạc đạn loại tốt nhất NTN đó anh em ha, SKF cũng được đó. Không khuyến cáo anh em dùng bạc đạn cũ nha, bảo hành anh em 1 năm với yêu cầu anh em nên thay bạc đạn này nha anh em ha. Vì khi anh em ráp nó nhiều khi lâu quá nó sẽ gu anh em, nó cũ mà nó sẽ bị rơ anh em ha, nên thay cặp bạc đạn mới đó. Hàng hãng tốt nhất hiện tại là ok, không khuyến cáo dùng bạc đạn cũ nha anh em ha. Rồi đây là bộ nồi, nói chung bộ nồi này cũng đổi với ông anh mình luôn. Bộ nồi mình là chưa làm chưa gì hết, bộ nồi này là nồi 110. Thứ nhất chuông có dán nha anh em, dán chuông rồi nha anh em ha, dán càng nha anh em, càng có dán nè đó, càng có dán anh em ha. Chuông zin chưa tán chưa gì hết. Bộ nồi này không ăn bao anh em ráp không hú, không giọng, không vua, không xè, bao ráp anh em ha. Đó nè, không có rơ nha anh em, cao su nồi rất là ok ha, chưa tán qua nha anh em, chưa tán qua anh em cầm nè anh em nè. Nhiều khi mà cảm giác lắc anh em biết liền à, nó sẽ có cái độ rơ ha. Đó, rơ càng nhiều thì nó sau này nó đi thời gian nó sẽ bị giọng đó, bị giặt đó, mà nó không rơ anh em ha. Nè đây là lùi nè, đó
bộ đồ này xài là chuẩn anh em ơi, xài được nha anh em, giá hợp lý, giá bèo luôn nha anh em. Ráp bao không hú, ba càng dán rồi nha anh em ha. Anh em về ráp ráp luôn nha, không cần dán dán nữa ha. Mới ráp đây anh em, rất là khích. Bộ nồi này không ăn bao, anh em xài 6 tháng cái ba càng này nha. Bao xài 6 tháng về ráp lên luôn, không cần dán dán nữa. Nhích cái là bye bye anh em ha. 6 tháng bao không hú, bao không giọng. Thứ ba, anh em nào không chỉ có như vậy thôi anh em ha. Thì cái bố lá không ăn bỏ, bỏ nó ra hết rồi. Anh em nào muốn không ăn ráp là bố lá zin, hoặc anh em tự ráp, tùy anh em thôi. Hoặc không ăn bán như vậy đó. Lò xo zin, chân zin hết anh em ha. Đó. Không có bố, không có sắt. Cái bộ này không ăn bán cho anh em giá hữu nghị luôn. Về chơi 1,6 triệu nha anh em ha. 1,6 triệu, bao không giọng, bao không hú. Đó, mới dán ba càng về ráp trong vòng 6 tháng bình thường, chạy bình thường, không còn dán gì nữa. Đó. Còn anh em muốn mình hai bố hãng cho anh em canh sắt lại thì thêm 300.000 là 1,9 triệu. Anh em tự về ráp tự thay thì 1,6 triệu nha anh em. Đó, bao gồm cái muỗng anh em ha. Muỗng với cái chặn ha anh em ha. Càng móc nha anh em. Đó, nè anh em thấy không? Rất là ok, còn bố anh em nè. Nếu mà đi nhiều nó sẽ khuyết nhiều lắm anh em. Nồi này ok lắm anh em ơi, còn nguyên dữ lắm á. Nó chẳng có khách không biết, họ đem đi dán thôi. Thật sự cái chuông rất dày lắm anh em, chuông dày lắm, chưa có khuyết đâu, mới dán đây nè. Càng zin nè. Dán lại nè anh em, thấy không? Đó. Nè, còn nguyên hết nè. Rất là ok. Nói chung là xe này không ăn đổi giống anh mình là nổ máy sống, chạy thử rồi. Bây giờ gã ra không ăn mới dám khẳng định với anh em một điều, bao anh em không hú, không có giọng đó. Và nhất ra là bye bye với cái bộ càng này, xài 36 tháng là bình thường ha. Còn bộ ba lá, bộ lá thì anh em tự về thay hoặc không ăn canh cho anh em luôn, thêm 300.000 không ăn hai bố hãng cho anh em, cộng với ba lá sắt zin, bốn lá bố hãng đó, họ thêm 300.000. Anh em tự ráp thì 1,6 triệu, không ăn ráp là 1,9 triệu. Rồi nói chung này cũng dài anh em ha. Xin kết thúc clip cho anh em. Còn đây là một cái giò đạp, cốt giò đạp ha, răng cỏ còn nguyên, nhông đẹp đó, sử dụng bình thường. Một cây cốt cần số anh em ha, cốt đẹp cho anh em, cần số. Bộ này 300.000 anh em ha, 300.000, hàng đúng đẹp của 110 luôn nha anh em. Nè, N nha anh em ha. Đó. Nè, không mòn nha anh em, quan trọng là không bị mòn nha, không bị cong quên anh em ha. Số nhẹ nha anh em, nó mè bị cong ởn anh em, vô số khó lắm, tới luôn cũng khó mà này thẳng băng anh em ha. Đó, thẳng băng à, không có bị cong quên. Và cái chỗ móc này nè rất là còn cạnh sắc nét anh em ha, còn cạnh bén lắm nha anh em, móc mà tới nó quét là thua anh em ha. Mua những cái cần số để ý nha, đừng có để nó quét, nó cong, thứ nhất là cong nè, thứ hai mà nó tà, móc nó tà hết trơn là thua, đừng nên mua ha. Mua thứ nhất là phải còn găng, găng cỏ phải còn đầy đủ hết, không tuôn găng nè anh em. Đó. Thứ hai là những cái chấu này nè, nó còn nguyên. Đó, nhìn vô ok. Rồi ok, 300.000. Rồi, xin kết thúc clip hôm nay nha anh em ha. Anh em nào cần liên hệ từng món liên hệ nha. Sẽ để lại cái số điện thoại cho anh em mình liên hệ. Giá cũng đã báo sẵn hết rồi nha anh em ha. Rồi xin tạm biệt anh em. Anh em mình có nhu cầu để ủng hộ shop hết mình nha anh em ha. Bye bye.